nhà là không gian để thoải mái sống chậm lại và thả lỏng bản thân, là tổ ấm nuôi dưỡng hạnh phúc và gắn bó các thành viên trong gia đình, là nơi mang lại cảm giác yên bình để hít thở thật sâu. Nhưng liệu không khí trong nhà có sạch như bạn vẫn tưởng? Đã đến lúc bạn cần một chiếc máy lọc không khí Asmophy Mini hiện diện trong chính gia đình mình. Asmophy Mini khử sạch hơn 300 loại bụi mịn, vi khuẩn, virus nhờ hệ thống lọc tối ưu tích hợp 3-in-1, loại bỏ hiệu quả 99,99% bụi mịn, vi khuẩn, virus có kích thước siêu nhỏ đến 0,0024 micromet, mang đến không khí trong lành, cuộc sống khỏe mạnh hơn cho gia đình của bạn. Asmophy Mini liên tục theo dõi và tự động điều chỉnh chế độ phù hợp theo chất lượng không khí thực tế trong phòng. Khi thiết bị được kết nối với ứng dụng Asmophy Connect, bạn có thể dễ dàng thao tác, điều chỉnh chế độ sử dụng và theo dõi sự cải thiện không khí theo thời gian. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển giữa các phòng, Asmophy Mini luôn đảm bảo mang đến cho gia đình bạn chất lượng không khí tuyệt vời nhất dù ngày hay đêm. Asmophy Mini, chất lượng không khí, chất lượng cuộc sống.